phần thuyết trình của mình nào. Xin chào tất cả các bạn. Tớ tên là Nguyễn Phạm Nhật Minh, học lớp 5H1 trường Olympia, tỉnh Hà Nội, và hôm nay tớ sẽ giới thiệu về bài về sản phẩm của tớ. Sản phẩm của tớ là một trò chơi có học có các kiến thức và các bạn kiểu học tập ở trong đấy. Tớ làm cái bài này đơn giản là vì cô yêu cầu. Các hoạt động của cái chương trình này là cậu, lúc đầu tiên là bấm vào lá cờ xanh thì cái con này, chả biết con gì, thì nó sẽ giới thiệu qua các cái trò và nó sẽ chỉ cách chơi đấy, xong rồi nó chỉ xong thì bấm vào xong trả lời. Ví dụ con này, bài thuyết trình của tớ là nó đặc biệt ở cái chỗ là tớ sẽ bắt trả lời đến khi nào đúng thì thôi, còn không đúng thì phải bắt đầu trả lời tiếp, không có sai. Cái này tớ quên đáp án. Này là châu Phi. Đây, ví dụ nếu mà nó trả lời đúng. Này thì này. Các cái hình ảnh này thì mất các cái hình ảnh châu Âu, châu Phi, châu Á các thứ này thì là tớ lấy từ cô, còn các cái hình ảnh này, còn các cái hình ảnh địa danh thì là tớ lấy ở trên Google, còn âm thì là ở trên Scratch luôn. Một cái đoạn chương trình mà tớ thích là cái đoạn chương trình cho các cái này, nó đây, ví dụ như cái đoạn này, cái lệnh này là nó sẽ nói nếu đáp án bằng Mỹ thì nó sẽ phát một cái tin để cho một thằng nhân vật khác nó làm các cái vụ của nó, còn nếu sai thì nó sẽ bắt là người chơi họ nó sẽ hỏi lại đến khi nào người chơi trả lời đúng thì nó mới làm các cái lệnh khác. Đây là kết thúc bài thuyết trình của tớ. Xin chào các bạn và cảm ơn vì đã lắng nghe. À, cô cảm ơn phần trình bày của bạn Minh Nguyễn. Bây giờ thì Minh trình bày cái sản phẩm của mình để cho mọi người xem là nó hoạt động theo có đúng như là lời bạn Minh vừa nói hay không. Vâng ạ. Con mở rộng màn hình và con chơi cho mọi người xem nhé. Sao lên một cái đây? Dạ. Con vừa chơi con vừa nói đi, ví dụ con sẽ bấm vào châu lục nào và nó hiện lên câu Đúng hỏi rồi. gì? Đây là Châu Đại Dương. Ở đây nó hỏi là nhà hát lớn nằm ở quốc gia nào? Có không nhớ luôn. Như con nhớ là ở Úc. Đây, thì nó sẽ là đây, còn nếu đây con trả lời sai cái này, vốn nó là ở châu Phi, con trả lời là ở Anh thì nó sẽ xóa đi, xong nó bắt phải trả lời lại này. Trả lời là châu Phi. Nếu mà trả lời đúng thì nó cũng sẽ tăng điểm ở chỗ này đấy ạ. Trả lời xong thì nó sẽ hiện lại ở cái chỗ châu lục này. Đó là hết rồi. Con làm tất cả các châu lục cho cô đi. Nhớ cái này làm ở đâu. Đây, tất cả rồi ạ. Rồi, thế con chia sẻ thêm là con có khó khăn gì khi lập trình cái sản phẩm này không? Không, con không có khó khăn. Thế con có yêu thích chương trình này không? Con không thích lắm, tại con làm cái chương trình kiểu này mấy lần rồi. À, nghĩa là con tự học ở nhà hả? Vâng.
Con có định sáng tạo gì thêm cái sản phẩm này không? Có định phát triển thêm nữa không? Con chắc là không ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Bây giờ cô sẽ mời các bạn nhận xét bài của bạn. Con vẫn chia sẻ màn hình để các bạn nhận xét bài của mình nào. Dạ. Cô thấy bạn Bách, Bách giơ tay. Cô mời Bách nào. Con thưa cô là cái mấy cái phần châu lục thì bọn ấy đặt sai vị trí, còn có cái là còn đè lên nhau châu lục cô. Phần châu lục. Vị trí của các châu lục là chưa phù hợp. Đấy là phần nhận xét của con, đúng không? Còn gì nữa không Vâng. Bách? Đây cả là bạn cũng nói to. Phần thuyết trình là bạn nói to, rõ ràng. Còn gì nữa không? Không ạ. Rồi, cô cảm ơn bạn Bách. Có bạn nào muốn nhận xét bài của bạn Nhật Minh nữa không? Tùng Dương à? Cô mời Tùng Dương. Con cho cô à, bài của bạn kể nó chưa được chỉnh chu và nắn nót với lại các châu lục ở đó, các cái di sản của văn hóa của các của bạn ý để to Di sản to bạn ấy quá, để to. bạn sắp xếp nó còn chưa đúng vị trí và còn hơi lệch ạ. Còn gì nữa không con? Như vậy ý kiến của Dương thì cũng giống ý kiến của Bách đúng không? Cũng trùng ý kiến là vị trí của các châu lục nó đang chưa phù hợp đúng không? Bạn nào Bách mình cứ để nguyên như thế, sau đó thì mình sẽ tiếp thu ý kiến của các bạn, nếu các bạn góp ý đúng thì mình sẽ sửa sau. Còn con cứ để nguyên bài của con đó nhé, chưa phải sửa vội. Dạ. Bạn Dương còn ý kiến gì nữa không? Dạ không ạ. Rồi, cô cảm ơn con. Đến được ăn Rồi, chị bạn nhỏ cơ. Minh Nguyễn nào, Minh Nguyễn chia sẻ lại bài để cô nhận xét nào. Rồi, về bài của bạn Minh thì cái phần kỹ thuật lập trình mức độ cơ bản thì bạn đã hoàn thành tốt. Ngoài ra thì bạn có sáng tạo thêm cái phần hình ảnh, đó là di sản của châu Phi, châu Mỹ, châu Âu, cũng đạt cái yêu cầu của cô. Tiếp theo nữa là về phần code, bạn có sáng tạo thêm phần tính điểm khi trả lời đúng. Và khi mà người chơi trả lời sai thì sẽ yêu cầu trả lời lại cho đến khi nào đúng thì thôi. Thì đó là phần sáng tạo của bạn. Tuy nhiên là cô cũng có ý kiến góp ý giống như bạn Dương với cả bạn Bách, đó là cái vị trí các châu lục thì con cần sắp xếp lại cho nó phù hợp. Thứ hai nữa đó là về phần thuyết trình thì con cũng có nói to rõ ràng, tuy nhiên là vẫn đang còn thiếu cái bước chia sẻ về cái bài này. Con chưa chia sẻ về phần cốt của một nhân vật con yêu thích đúng không? Nhật Minh nhỉ? Minh thích nhân vật nào trong cái chương trình này? Con gần như con chả thích nhân vật nào không cô ạ? Con không thích nhân vật nào, thế thì con sẽ chọn bất kỳ một nhân vật để con chia sẻ về cái phần cốt của nhân vật đó nào. Đây con thử cái này. Cái này nó con đã từng nói rồi, nó là cái mà đây, cái này nó cũng giống như năm các bốn cái còn lại là trả lời đúng thì nó sẽ phát tin đúng cho cái con đần đần này. À, con cho cô biết là con đang giải thích phần cốt của nhân vật nào? Của cái địa danh ạ. Địa danh nào con nhỉ? Địa danh Epidavros ạ. Địa danh này nó bắt đầu là như thế nào? Khi bấm Bắt vào lá đầu cờ xanh thì địa danh này sẽ như thế nào? Cái di sản này như nào? nó ẩn đi ạ. Đâu, con chỉ cho cô xem cái Đây cuốn con nào ấn vào mà lá chữ cờ xanh ẩn nhưng đi nó đâu. ẩn đi rồi đấy ạ.
Con Đây đang ạ. giải thích phần code mà thì con phải chỉ chuột vào cái phần code đấy chứ. Không? Rồi. Đây, Tiếp con đang đi, sáng con trình bày tiếp đi. đây là cái này là ở châu nào không? Đây, ở châu Âu. Khi mà con bấm vào cái thằng châu Âu thì nó sẽ gửi cái tin là tên là của cái địa danh này, xong là đây khi mà nó nhận được nó sẽ hiện lên, xong nó chỉnh chỉnh cái size của nó lên 100 và nó đi đến ở cái khu vực giữa này ạ. Xong rồi nó đi lên trên cùng. Đây. Rồi. Xong rồi nó sẽ hỏi là cái địa danh này nằm ở đâu, thì nếu cái câu trả lời đúng là nó bằng Hy Lạp thì nó sẽ gửi tin nhắn đúng sang cái con khác, còn đây nếu mà con trả lời sai thì nó sẽ làm lại đến khi nào cô trả lời đúng, nó sẽ hỏi lại đến khi nào cô trả lời là đúng thì nó cũng sẽ làm cái khối lệnh giống như này. Rồi, cô cảm ơn con. Đúng. Được rồi. Đó. Đấy thì phần thuyết trình của Bách, là Bách cũng nói to rõ ràng, tuy nhiên là vẫn thiếu một số cái bước sau, bước chia sẻ về 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 bài cái chương trình của mình, đúng không? Thì cô cũng đã yêu cầu Bách trình bày phần